Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Em đây là Tuấn. Đó. Thì đến với shop hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu với các bạn một dòng từng câu mới cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng, nhưng giá thành nó cũng khá là ok mà vừa túi tiền. Đó. Đến từ thương hiệu Asino Big River. Đó. Đây nha bạn. Thì hôm nay là chủ nhật, thì đa số anh em mình đi câu hết rồi, nhưng em thì nói chung rất ít được đi câu mà ghiền câu lắm. Thôi thì mình không được đi câu thì mình nhà mình làm clip cho anh em mình xem. Đó, thì anh em mình sẽ có nhiều sự lựa chọn về gần câu hơn. Thì cái dòng cần này nhìn nó rất là đẹp nha các bạn, gọn nhỏ và cực kỳ khỏe luôn, đến từ thương hiệu Asino. Đó, thì gần câu em để đây nha các bạn. Đây. Đó, thì hôm nay em quay tại cửa hàng của em nha. Thì các anh em có thể đến trực tiếp shop em lấy hàng luôn, ở địa chỉ là B5 đường 672 Phước Long B quận 9. Tức là các bạn tìm ở trên bản đồ đó là đồ câu Thanh Tuấn trên Google Maps các bạn, và địa chỉ của em là sát bên Ủy ban quận 9 nha. Ok, bây giờ em sẽ review cần cho các bạn xem. Đây nha cả nhà, thì cái dòng cần câu mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay á là Asino Big River. Nó cái dòng đến từ thương hiệu Asino. Thì sẵn tiện trong cái bộ combo này mình giới thiệu luôn, sẵn tiện trong cái clip này thì mình giới thiệu luôn một cái dòng, một cái bộ combo nha các bạn, đi kèm theo không? Vì bộ combo là gồm 3 món thôi, cần máy với cước. Thì cái dòng máy mà chất lượng đi chung với cần, xứng với cần này thì có con Daiwa Flip 5 4002B nha các bạn. Đó, 4002B. Và một cuộn cước là Berlay Eagle Seal size 0.46. Thì cái dòng này mình có đủ size luôn nha. Có 46, 50 và nhỏ hơn 46 là có 40, rồi 30, 20 nữa nha các bạn. Đó, thì cái dòng này là hàng nhập khẩu. Hàng này hàng nhập khẩu, hàng chuẩn Mỹ nha các bạn. Made in USA. Hàng này hàng chuẩn Mỹ nha. Eagle Seal, Berlay Eagle Seal. Này hàng nhập khẩu. Đó. Daiwa này Daiwa Việt Nam, tức là Daiwa Đà Nẵng. Đó. Đây mình sẽ đi vào chủ đạo về cái dòng trong cái bộ này là cái cần Asino. Đây. Asino Big River. Đặc biệt cái dòng này á, cán rất là đẹp các bạn. Cán nhìn rất là thời thượng và rất là thời trang luôn các bạn. Đây nè. Cán hở hai khúc, ở đây có khúc mod nữa, kiểu như là cán hở ba khúc, thấy không? Cái bát máy này rất là đẹp, bát máy Asino các bạn thấy không? Nè, cầm cái cần này, cái bát máy rất là ok các bạn. Nè, ở trên dặn xuống nha. Đó, đặc biệt cái dòng này nó tải chì á, tải chì là 60 đến 120 gram, thấy không? Size này size 2m7 nha, nó dài nhất là 2m7 thôi, 2m4 và 2m1 có 3 size. Tải chì của nó là 60 đến 120 gram, trong khi lực tải cá nó là 25 đến 50 lb, thì tầm khoảng 20 kg là thoải mái luôn với dòng cần này. Đó, khoen ba chân nữa các bạn, đến từ thương hiệu Asino. Đó, khoen này khoen ba chân nha, quấn chỉ khoảng quang các bạn thấy không, màu rất là đẹp, quấn cái chỉ màu xanh khoảng quang này các bạn. Đó, đây là phần khúc ngọn của nó. Thì khớp nối ở này là khớp nối kiểu trên chụp xuống nha các bạn. Đây nè, trên chụp xuống, những cái đầu khúc nối như này nó quấn cho mình một cái lớp chỉ khoảng quang nhìn rất là đẹp nha. Đó, nhìn rất là đẹp không, buổi tối mình nhìn rất là sáng luôn, nói chung hoặc ban ngày mình nhìn ra đường, ra ngoài cần mình rất là sáng. Chỉ này chỉ khoảng quang nha các bạn. Đó, thì đặc biệt cái H7 này nó có 2, 4, 6 và 8 khoen nha các bạn. 2m7 nhưng mà 8 khoen. Đó, ngọn của nó rơi khoảng ngọn 2.8 ly. Đầu này đầu bu chống xoắn, đầu bu chống xoắn, ngọn này rơi khoảng 2.8 ly nha các bạn, này chắc cỡ 3 ly chứ, này bự hơn 2.8 ly rồi, ngọn này rơi vào khoảng 3 ly 2 đó các bạn, cho mình một cái độ tải cá là 20 kg, chứ là 50 lb đó các bạn. Đây nè, ngọn này ngọn 3 ly 2 nha các bạn, ngọn này ngọn cỡ rơi khoảng 3 ly 2, rất là khỏe. Hàng này hàng carbon nha, hàng carbon. Đó, thì đây là size 2m4, 2m4 thì lực tải chì và tải cá nó cũng như nhau nha các bạn. Đó, 2m4 nè, mình có cả 2m1 luôn. Mình kết ở cái dòng này là chỗ cái vàng cán nó nhìn rất là đẹp, mà mình thích cái chỗ quấn chỉ phản quang màu xanh như thế này nè các bạn. Đó, ok. Thì với cái dòng cần này các bạn có thể gáp với một cái máy tầm khoảng size 4000 thôi, tại cần mình nó thon gọn, mà nói chung cái dòng size Daiwa 4000 thì cái thân nó cỡ như cái 5000 của những dòng khác các bạn. Là còn Daiwa VIP file, thì giá chi tiết của từng sản phẩm mình để dưới phần mô tả nha.
cần bao nhiêu, máy bao nhiêu mình để dưới phần mô tả. Daiwa Riptide 4200B đó. Thì ở đây cái thông số nè, Ririto của nó là tốc độ quay là 5.3, trọng lượng của nó là 380g, cái độ mát gas của nó 6kg, tức là cái độ xả của mobin khi mình siết cứng các bạn. Mát gas ở đây là 6kg, này là bạn thấy cái ký hiệu không, xả mobin ra nè, là cái đầu hãm của nó khi mà trọng lượng tầm khoảng 6kg thì bắt đầu mobin nó xả. Còn cái lực tải cá thì 10kg, 20kg, 20-30kg thì vi vu thoải mái nha. Đó, một vòng quay của nó thì thu được 95cm, chạy trên nền tảng là 2bi đó. Thì cái khả năng du dây nó 0.35 nè các bạn, du được 190m đó. Thì ở đây mình chọn cho các bạn một cuộn cước là 0.46, tức là 0.45 á. Cuộn này là 150m thì cái máy của mình nó vô gần hết luôn nha. Mình nghĩ cái máy mình vô gần hết luôn. Cái này 190 là size 35, thì lên size 45 thì nó tầm khoảng được 130-140. Cuộn này 150 thì đẹp rồi các bạn. Cuộn này 150 là đẹp rồi đó. Thì mình sẽ đi vào cái máy trước. Daiwa thì ở đây Daiwa lúc nào cũng đóng mộc cho mình là Made in Việt Nam, vì cái dòng này là Daiwa Đà Nẵng nha các bạn, là lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà công nghệ của Nhật hết. Thì cái dòng này anh em có thể đổi trái phải đều được hết nha, cái bằng xả ốc thôi, tại vì mình quen bên tay phải á các bạn, câu quen tay phải rồi. Nói chung hàng Daiwa hay Shimano, những thương hiệu nổi tiếng thì chơi cũng rất là bền các bạn, bao bền luôn, chơi bao bền luôn. Daiwa, Shimano, Ben là những thương hiệu nổi tiếng về sản xuất máy câu, rất là im mà con nó chạy nè, mình quay nhẹ thôi nó chạy dù dù luôn các bạn. Máy quay rất là im nha, thì sự kết hợp giữa cây cần với máy là rất là hợp lý luôn các bạn, thêm cuộn cước nữa thì bộ này khá là ổn nha. Cho mình một cái bộ combo tải cá tầm khoảng 10 đến 20kg là vi vu thoải mái luôn. Nó cối nó là bằng cối kim loại nha các bạn, cối kim loại nè. Đó, tay quay cũng kim loại luôn, cối kim loại, tay quay kim loại. Cần của mình thì đen xanh, còn máy của mình là đen vàng đó các bạn. Mình coi cái chạy này rất là nhẹ đó, chỉ cần quay nhẹ thôi rất là im. Thì cái con Riptide này bên mình có size 3000 và 5000, thì đặc biệt cái con 5000 của dòng này rất là to nên mình gắp cho cái cần nó sẽ không có hộp, nên mình gắp cho các bạn cái máy 4000. 3000 thì hơi bé, 3000 thì thích hợp đi câu lua thôi. Nhưng mà cái ngọn cần của mình 3.2 này, ngọn này rất là khỏe rồi, không có lua được, cứng không có lua được nha các bạn. Đó. Đây. Thì cái máy mình sẽ kết hợp với một cuộn cước Belay Iron Seal. Hàng này hàng chuẩn Mỹ nha các bạn. Size của nó là 0.46, 150m, tải là 25 lb, thì nó tầm khoảng là 12kg. 12kg lực kéo tỉnh đó các bạn. Cái dòng 25 lb này, đặc biệt những dòng cước mà hàng nhập khẩu như thế này thì có thể là cái 25 lb này là 25 thoải mái, tức là nó có thể tải hơn nữa nha các bạn. Thì cái màu này là màu xám khói, và đặc biệt những dòng cước này là rất là mềm, khả năng chống sốc nè các bạn, khả năng chống sốc nè, khả năng mài mòn nè, chống được nước biển nè. Đó, thì cái dòng này chơi rất là ok các bạn, chống sốc, chống sắn, mài mòn, giật sốc á, rồi khả năng chống biển nữa, chơi rất là ok nha các bạn. Hàng này hàng nhập khẩu, có cái mã vạch cho bạn check thông tin này đó, Made in USA. Nhập mình nhập khẩu là nhập vào nguyên hộp luôn nha các bạn. Thì cái hộp này, cái cụ này 150m thì nó vô vừa với cái máy của mình luôn. Bộ này quá đỉnh rồi các bạn, quá ok luôn rồi đó. Thì cái giá chi tiết giữa từng phần mình có để với phần mô tả nha các bạn, cái cần, cái máy và cuộn cước đó. Thì các bạn có thể đổi lên, cần thì nó có 3 size, 2m1, 2m4, 2m7. Cái máy thì mà các bạn nên dùng cái máy 4000 thôi, tại cái máy 5000 thì rất là to, và cái máy 3000 thì rất là nhỏ. Còn cước này thì các bạn nên dùng size 45, là size 46 này, em thì vẫn có size 51 nữa. Nhà 41, 51 dù cái máy 4000 này sẽ nói chung nó sẽ không được nhiều ha. Đó. Hàng đây qua thì chơi cũng rất là ok các bạn, đặc biệt những dòng đôi qua như thế này, Riptide MGZ, MGS nhìn rất là ổn nha. Đây cho em sẽ coi các bạn cối bên trong, cối kim loại nha các bạn, dòng này cối kim loại, cối nè cũng rất là to nha các bạn, cốt này chắc cỡ 5 ly á, rất là mượt.
Rồi em sẽ gáp lại cái bộ này cho các bạn xem nha. Đây, cái cần của mình nè, gáp với cái máy nè. Thì bạn bắt này bắt nằm trên, bắt trên bắt xuống nha các bạn. Dòng này bắt là bắt trên chứ không phải bắt dưới. Đây. Ok. Quá đẹp các bạn ơi. Nãy có vừa có điện thoại nha các bạn. Em đi tắt điện thoại nên em ngưng clip. Đó thì đây cái bộ combo của mình đây các bạn. Rất là đẹp và rất là hợp. Cái cần, cái máy. Thì cái máy này á, gắn cây 2m4, 2m7, 2m1 đều được nha các bạn. Cước nè. Đó thì đặc biệt là em xin thông báo luôn là giá chi tiết của từng món, ví dụ cần nè, cần Asino, Bitgiver, giá của từng loại. Máy Daiwa VIP 4000 và cuộn cước. Thì em để chi tiết vô phần mô tả nha các bạn. Chi tiết phần rã, đa số những hàng đây là hàng đều là hàng chính hãng và đang là chất lượng hết. Em để giá chi tiết vô phần mô tả. Thì em sẽ nói thêm anh em có thể lấy combo cũng được và lấy lẻ cũng được nha. Ví dụ lấy lẻ thì ví dụ anh em lấy một cần á thì em chuyển đi thì phí là 40.000 toàn quốc. Hồ Chí Minh thì em sẽ bao ship, còn trường hợp anh em lấy từ 2 cần trở lên thì bên shop sẽ hỗ trợ bao ship và đặc biệt hàng các bạn được bỏ trong ống nước. Đặc biệt cần câu á sẽ được bỏ trong ống nước hết nha. Đó thì khi nào nhận được hàng thanh toán tiền. Đó còn riêng cái máy cũng vậy. Thì cái máy câu á bạn lấy một mấy máy á thì đi tỉnh á là phí 30.000. Còn trường hợp lấy hai máy cùng một lúc là sẽ được bao ship, miễn phí ship nha. Đó thì miễn phí ship, còn khu vực Hồ Chí Minh lấy một máy hai máy đều miễn phí ship hết. Riêng cuộn cước cũng giống vậy luôn. Ví dụ là lấy một cuộn cước đi tỉnh thì sẽ phí là 30.000. Còn hai cuộn cước á thì sẽ được bao ship và tặng thêm bịch khóa giống như những cái dòng cước em bán. Và đặc biệt Hồ Chí Minh á thì một cuộn hai cuộn gì đều miễn phí ship hết các bạn. Còn được rồi, còn hợp các bạn có thể lấy cùng lúc hai món cần hạt máy, máy hạt cước, cước với máy đều được miễn phí ship hết nha các bạn. Đó thì bên shop em có chương trình ưu đãi như thế, tức là anh em lấy một món thì có thể tính phí hoặc không tính phí thì theo khu vực. Còn khi anh em lấy hai món trở lên, cần với máy hoặc là máy với cước sẽ đều được miễn phí ship hết nha. Còn anh em khi mà lấy 3 món thì bên shop sẽ có tặng kèm thêm phụ kiện cho mình nữa. Cần máy cước thì sẽ tặng thêm cho mình lưỡi, phao, chì khóa gì đó. Thì khi các bạn chốt đơn thì bên em sẽ nói rõ hơn. Thì trong clip này em chỉ review là có 3 món thôi, cần máy với cước. Đó, ok. Thì thôi thì clip này em xin kết thúc tại đây nha. Thì nói chung anh em nào yêu thích bộ này, yêu thích bộ combo này có thể liên vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại em có để trên màn hình. Có thể nhắn tin Zalo, Facebook, bình luận trực tiếp dưới clip cũng được nha các bạn. Đó thì em sẽ chốt đơn và gọi điện thoại trực tiếp báo rõ giá tiền, giá ship và những cái chương trình ưu đãi của bên em. Đó. Thì các bạn chỉ việc chờ hàng khi mà người ta giao về tới chỗ cho các bạn á, chờ nhận và thanh toán thôi nha các bạn. Chờ nhận hàng, khui hàng, kiểm tra và thanh toán. Ok. Nhưng em lưu ý một vấn đề như này, khi các bạn nhận hàng bên em thì em khuyến khích và yêu cầu các bạn khui hàng kiểm tra giúp em. Đó. Thì nói chung tránh trường hợp sau này mà hư hỏng hay là mất mát hay là thiếu gì đó. Thì khi giữa có người giao hàng và giữa khách hàng kiểm tra thì nó sẽ chuẩn hơn về vấn đề. Nó sẽ chuẩn hơn nha các bạn. Ví dụ có thiếu, có đủ, có dư gì đó thì em sẽ, ví dụ thiếu thì em sẽ bù, thì có sai sót hay là bể gì em sẽ hỗ trợ đổi hết. Thì nó rất là ok. Rồi ok. Rồi thì có đôi lời em nhắn nhủ thôi. Anh em nào có vui lòng liên hệ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi thì anh em cứ yêu thích kênh có thể cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha các bạn. Đừng quên like, share, đăng ký nha. Ok, xin chào các bạn. Hẹn lại các bạn vào clip tiếp theo nha.